Ủa, bà về rồi hả? Đầm này là của mẹ tôi mua cho tôi, sao bà lấy mặt vậy? Hồi nãy có cái gói quà, tôi mở ra tôi xem, rồi tôi thấy cái áo đầm đẹp quá cho nên tôi mặc thử. Rồi có điện thoại gọi tới cho nên là tôi đi cà phê luôn. Bà sao vậy? Đừng nói với tôi là vì cái chuyện này mà bà giận tôi nha. Thôi được rồi, để tôi cởi ra tôi trả bà. Mang tiếng bạn thân mà mặc có cái đầm thôi mà cũng nói này nói nọ. Tôi trả cái đầm cho bà nè. Chắc là từ rày về sau tôi không dám qua nhà bà nữa, cũng không dám đụng vô đồ của bà nữa đâu. Không phải, ý tôi không phải vậy. Cái đầm này là quà sinh nhật mẹ tôi mua cho tôi mà bà lấy mặt trước. Đó, nói bạn thân chia sẻ với nhau mà mặt trước mặt sau gì cũng tính toán nữa. Thôi mà, đừng có giận nữa mà. Hay là đi ăn mì cay đi. Tôi bà, tôi tha cho bà lần này đó nha. Lần sau bà mà còn như vậy nữa là tôi nghỉ chơi với bà luôn. Không ai chơi với bà luôn đó. Biết rồi biết rồi. Bà là bạn thân nhất của tôi mà. Thì đó, mình là bạn thân thì cái gì mình cũng chia sẻ với nhau mà. Quà mẹ bà tặng bà thì cũng là quà của tôi. Mai mốt mẹ tôi tặng quà cho tôi thì cũng là quà của bà, đúng không? Em ơi, anh mới thuê nhà kế bên nhà em nè, mới dọn tới cho nên không có dụng cụ gì để dọn dẹp hết à. Em cho anh mượn được không? Dạ được, dạ được. Anh muốn mượn chổi hay là máy hút bụi ạ? Nhà em không thiếu gì hết trơn á. Anh mượn đỡ cái chổi được rồi, cảm ơn em. Dạ, không có gì. Chờ em chút xíu nha. Dạ, cô ta. Dạ đây. Cảm ơn em. Anh ơi. Hả? Anh chuyển về đây sống với gia đình à? Không, anh ở một mình. Anh độc thân. Dạ, thanh niên độc thân chắc cũng nhiều cái khó ha. Vậy anh cần gì á, anh cứ nói em nha. Em mua căn này nè, em thấy con bạn em ở trọ cho nên em rủ nó về ở chung luôn cho đỡ tốn tiền trọ. Mà có chị có em nữa cho nó vui. Vậy hả? Dạ. Em tốt bụng quá, mua nhà rồi cho bạn thân ở nữa. Dạ, em cảm ơn anh đã khen. Anh đi dọn dẹp nha. Dạ, anh đi. Anh ơi. Anh tên Đông. Còn em tên gì? Em tên Thảo. Rất vui được làm quen em. Dạ. Dạ. Anh đi quét nhà nha. Dạ, anh đi. Trời ơi, người gì mà đẹp trai dữ vậy? Trời ơi, cứu tôi. Chuyện này chắc có bồ rồi. Làm gì mày vui dữ vậy? Trai đẹp. Đâu? Nhà kế bên. Anh tên Đồng, đẹp trai dữ lắm. Hồi nãy anh qua đây anh mượn cái chổi về quét nhà á. Trời đất ơi. Nè, mai mốt bà mà gặp ảnh á, bà nhớ bà nói tôi là chủ nhà, còn bà á là tôi cho bà ở ké thôi, nghe chưa?
Ủa, tại vì tôi nãy tôi lỡ nói vậy rồi. Mà nói vậy chi? Rồi anh biết bà nói sao thì sao? Bà không nói thì làm sao anh biết được, đúng không? Nè, hứa nha, bà mà nói là tôi giận đó. Rồi rồi rồi, hứa không nói. Đi làm cẩn thận đó. Thảo. Anh mới nói chuyện với nhỏ Hiền bạn em hả? Xe của Hiền bị hư, anh nói để anh chở Hiền đi làm mà Hiền không có chịu. Xe hư hả? Hả? Nhỏ nghiệt này ghê thiệt chứ. Hả? Em nói gì vậy? Dạ đâu có gì đâu. Dạ nhỏ Hiền bạn em á, nó vậy đó anh. Nó cố hở giả bộ cho người ta phải giúp nó, xong người ta giúp nó cái nó từ chối cho người ta ăn nấy chơi vậy đó. Vậy hả? Dạ. Mà công nhận ha, anh thấy Hiền dịu dàng, dễ thương, thông minh mà giỏi giang nữa. Hiền có được một công việc thu nhập tốt như hiện tại là đúng hả em? Tưởng bả Hiền tính ra cũng biết khoe về bản thân quá đó chứ. Nhìn tâm trạng em vậy, chắc không đi cà phê với anh được rồi đúng không? À, dạ không, em đi được, em hứa với anh rồi mà. Dạ. Ủa, làm gì mà đi cà phê với anh Đông xong về mặc quạo vậy? Nè, bà biết tôi thích anh Đông. Anh Đông cũng có ý thích tôi. Vậy tại sao bà cứ chen ngang vô giữa hoài vậy? Tôi đâu có. Đi chơi nguyên một buổi trời ảnh tàn nhắc với bà không à? Bà nói với ảnh cái gì? Bà nói xấu tôi với ảnh đúng không? Không có. Hèn gì, tự nhiên ảnh nói với tôi là phải sống thật với bản thân mình đi, đừng có sống giả tạo nữa. Rốt cuộc bà nói với ảnh cái gì hả, để anh nói với tôi như vậy? Hay là bà nói cái vụ bà là chủ nhà chứ không phải tôi, đúng không? Không, đương nhiên là không. Hôm bữa đã hứa rồi mà. Thôi, tới nước này rồi, để tôi qua kêu anh Đông gặp bà. Bà hay quá ha, nói tới anh Đông á là qua liền đúng không? Thân thiết lắm chứ gì. Tôi với bà từ nay nghỉ chơi đi. Ê, Thảo. Thảo, nghe tôi nói là Thảo. Ở ra. Thảo, đừng. Thảo ra. Bà nghe tôi giải thích đi mà. Giải thích cái gì? Bà đừng có giải thích gì nữa, tôi không ngờ bà lại là con người như vậy luôn á. Bạn bè mà sống với nhau không có thành thật như vậy á, tôi không cần người bạn như bà. Thảo, em mới là người nên xem lại cách làm bạn của em đó. Em nói Hiền là bạn thân của em, mà anh thấy cách cư xử của em chưa phải là một người bạn. Anh Đông, Thảo đang hiểu lầm cho nên mới nói vậy thôi. Bà giả Hiền giả khờ để bà nhăm nhe bà cướp anh Đông của tôi đúng không? Thảo em thôi đi. Anh đừng có bị nó lừa bỏ cái vẻ tội nghiệp của nó nữa. Em càng nói càng sai đó. À, tôi biết rồi. Thì ra đây là gu của anh đúng không? Hiền là em họ của anh. Anh tưởng anh nói vậy tôi tin hả? Thiệt. Thiệt, anh Đông là anh họ của tôi. Anh mới vừa đi du học về, mới tìm được công việc gần đây nè, cho nên anh mới thuê căn hộ gần tôi, để có gì hai anh em giúp đỡ lẫn nhau. Vậy hai người, tại sao hai người không nói cho tôi, nói cho tôi biết ngay từ đầu? Em có cho tụi anh cơ hội để nói đâu. Hiền kêu anh giữ bí mật vì sợ những lời nói dối của em làm cho em xấu hổ đó. Rồi từ từ tìm cách để cho em thay đổi. Hai người làm như vậy á, tôi còn xấu hổ hơn á. Thảo. Chỗ tụi mình hay hẹn hò nhau mà. Thảo ơi, anh có chuyện này thật sự muốn nói với em. Thôi, anh đừng có nói gì nữa. Em biết
là anh đang nghĩ em là đứa chỉ biết sống giả dối và luôn lừa gạt người khác thôi. Không phải như vậy đâu. Thật ra anh đã có cảm tình với em trước khi gặp em qua lời kể của Hiền. Hiền luôn kể về em có một đôi mắt bừng sáng, một nụ cười hạnh phúc, một nét mặt mà anh hiếm khi thấy được ở cô em họ hướng nội, ít thể hiện cảm xúc. Hiền chưa bao giờ nói xấu em với anh hết á. Em hiểu lầm Hiền rồi. Thiệt vậy hả? Chính vì anh có tình cảm với em trước, cho nên lần gặp em đầu tiên, tuy là anh hơi bỡ ngỡ vì em đã nói căn hộ của Hiền là căn hộ của em, nhưng anh đã không phản ứng vội vàng. Sau đó chính anh đã đi hỏi Hiền về mối quan hệ tình bạn gần đây của tụi em. Hiền nhờ anh khéo léo và từ từ tìm cách để cho em sửa sai. Thảo à, anh thật lòng khuyên em, dù bất cứ mối quan hệ nào đi nữa cũng cần sự cân bằng thì mới bền lâu được. Em giúp Hiền tự tin hơn, hòa nhập với mọi người hơn, nhưng không có nghĩa là em lên mặt với Hiền và bắt Hiền phải chiều chuộng em. Tình bạn thì phải xuất phát từ sự thật lòng và tôn trọng lẫn nhau. Thảo, hai chị em ngồi nói chuyện đi, anh đi mua nước nha. Đông đã nói cho tôi biết hết tất cả mọi chuyện. Anh đã chỉ ra cho tôi biết bản thân mình sai với bà như thế nào. Không có bà, tôi mới là người sống không có vui vẻ và yêu đời. Bà là bạn thân nhất của tôi, tha thứ cho tôi nha. Tôi cũng vậy. Từ giờ chắc tôi phải tập gọi bà bằng chị quá. Kỳ quá.